Hà Giảm Cân xin chào các anh chị và các bạn. Chắc hẳn các anh chị khi giảm cân sẽ nghĩ ngay đến cái việc là nhịn ăn để giảm cân giảm mỡ. Nào là nhịn ăn sáng, nhịn ăn tối, thậm chí có người nhịn luôn cả ngày, ăn trưa không ăn luôn. Tuy nhiên, việc nhịn ăn có giúp cho thực sự có giúp cho chúng ta giảm cân giảm mỡ như mong đợi hay không? Và liệu rằng ai sẽ phù hợp với cái chế độ nhịn ăn để giảm cân? Hãy cùng Hà Giảm Cân tìm hiểu trong video này và các anh chị hãy chắc chắn xem đến cuối video để biết xem là mình có phù hợp với chế độ nhịn ăn để giảm cân hay không nha. Trả lời cho câu hỏi là liệu nhịn ăn có giúp cho chúng ta giảm cân giảm mỡ hay không? Thì đương nhiên và chắc chắn là nhịn ăn chúng ta sẽ giảm cân và giảm mỡ được. Tuy nhiên, đây có phải là một giải pháp giúp cho chúng ta giảm cân giảm mỡ bền vững hay không? Và liệu rằng nhịn ăn để giảm cân có phải là một giải pháp khả thi phù hợp với đại đa số mọi người hay không? Thì đây lại là một vấn đề khác nha các anh chị. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số những cái rủi ro chúng ta có thể gặp phải khi nhịn ăn không đúng cách để giảm cân nha các anh chị. Rủi ro đầu tiên chúng ta có thể thấy ngay đó là mình sẽ thường xuyên gặp cái tình trạng là mệt mỏi, đau đầu, thiếu năng lượng, thiếu tập trung, rồi chân tay bủn rủn, thậm chí là gây ra tình trạng tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu. Nguyên nhân là do chúng ta nạp một lượng calo quá hạn chế và ta thường xuyên nhịn ăn. Khi cơ thể cần năng lượng thì chúng ta lại không cung cấp năng lượng cho các bộ phận của cơ thể, nên là chúng sẽ tranh cướp nhau cái nguồn năng lượng hạn chế mà ta nạp vào. Và những bộ phận nào thiếu năng lượng thì chúng sẽ không thể hoạt động được 100% công suất và dẫn đến cái tình trạng đau đầu mệt mỏi của chúng ta. Đây là cái rủi ro đầu tiên. Rủi ro thứ hai đó là rất nhiều anh chị bị cái tình trạng là rụng tóc. Thì đó là do chúng ta bị thiếu đi những cái protein quan trọng cho tóc, cụ thể ở đây là keratin và collagen. Rủi ro thứ ba là tình trạng táo bón rất là nặng do thiếu chất xơ. Rủi ro thứ tư là tình trạng bị mất cơ bắp rất nhiều do chúng ta không nạp đủ protein cho cơ bắp, dẫn đến tình trạng bị mất cơ. Rủi ro số 5 là tình trạng bị loãng xương, giòn xương nên dễ dẫn đến cái tình trạng là bị gãy tay, gãy chân. Đấy là do cũng không cung cấp đủ các vi chất quan trọng để giúp duy trì sự chắc khỏe của xương. Và một cái rủi ro hết sức nghiêm trọng, chúng ta có thể bị cái tình trạng là yo-yo trong giảm cân, tức là mình ăn uống mất kiểm soát và dẫn đến là bị tăng cân trở lại. Đây là một cái rủi ro mà coi như là cái công cuộc giảm cân của mình nó trở nên công cốc. Đấy là một số những cái rủi ro chúng ta có thể gặp phải khi mà nhịn ăn tiêu cực để giảm cân hoặc là nhịn ăn không đúng cách. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta biết nhịn ăn đúng cách để giảm cân thì không những là chúng ta lấy lại được vóc dáng thon gọn mà thậm chí còn đạt được một số những cái lợi ích đối với sức khỏe, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Những cái vấn đề này sẽ được cải thiện rất là hiệu quả khi mà chúng ta nhịn ăn đúng cách để giảm cân. Vậy thì những ai sẽ phù hợp với một chế độ nhịn ăn để giảm cân và những ai thì không nên áp dụng nhịn ăn để giảm cân? Theo quan điểm cá nhân của em, dựa trên cơ sở khoa học cũng như là những trải nghiệm của những anh chị đi trước, thì em đúc rút ra được một số những cái đặc điểm của những người sẽ giảm cân thành công với chế độ nhịn ăn nha các anh chị. Thứ nhất, đó là những người có tỷ lệ mỡ thừa quá nhiều, dư thừa quá nhiều cân nặng thì áp dụng nhịn ăn sẽ giúp đạt được hiệu quả giảm cân tốt. Thứ hai, đó là những anh chị nào mà có một cái quyết tâm giảm cân cao độ cũng như là cái tinh thần kỷ luật tốt thì mới có thể áp dụng nhịn ăn để giảm cân, để vượt qua những cái cơn đói khi mà chúng ta nhịn ăn. Những ai mà có tinh thần kỷ luật kém ấy thì gần như là sẽ không đạt được hiệu quả khi mà mình nhịn ăn để giảm cân đâu, thậm chí còn phản tác dụng dẫn đến tình trạng chúng ta ăn vặt những cái món ăn không tốt cho chế độ giảm cân. Đấy, thì những người nào mà có tính kỷ luật cao thì sẽ áp dụng nhịn ăn phù hợp. Thứ ba, đó là những anh chị nào mà đã lớn tuổi rồi, cái nhu cầu năng lượng hàng ngày nó không quá cao thì áp dụng nhịn ăn đối với những anh chị đã lớn tuổi thì sẽ dễ dàng hơn so với những người trẻ tuổi. Tiếp đến thứ tư, đó là những anh chị nào mà có sức khỏe tốt này, có sức đề kháng tốt thì nhịn ăn để giảm cân sẽ an toàn cho sức khỏe hơn so với những người mà có sức khỏe kém, thì việc nhịn ăn sẽ rất dễ dẫn đến những cái tình trạng kiểu như là tụt huyết áp thì sẽ rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Đấy là những trường hợp sẽ có thể áp dụng nhịn ăn để giảm cân đạt được hiệu quả cao. Thế còn những ai thì sẽ không phù hợp với cái chế độ nhịn ăn để giảm cân? Thứ nhất, đó là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Khi mà nhu cầu năng lượng hàng ngày rất là cao, nếu như mà mình nhịn ăn thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng tụt huyết áp, dẫn đến ngất xỉu. Nên là các bạn trẻ thì tốt nhất là không nên áp dụng nhịn ăn để giảm cân nha. Thứ hai, đó là
những người nào mà có tính kỷ luật không được cao, rồi cái quyết tâm giảm cân không lớn thì không nên áp dụng, vì rất có thể là trong cái quá trình nhịn ăn sẽ ăn vặt những cái món ăn không tốt cho cái quá trình giảm cân. Cá nhân em đã thử áp dụng nhịn ăn được 2 ngày và em nhịn là em nhịn khoảng 20 tiếng gì đấy, một ngày em chỉ ăn một bữa thôi và thực sự là đói không thể chịu nổi, và sau 2 ngày là em cũng đầu hàng luôn. Áp dụng chế độ nhịn ăn để giảm cân là một thử thách rất lớn nha các anh chị, không phải ai cũng có thể nhịn ăn thành công được đâu. Đấy là hai cái đối tượng mà không nên áp dụng nhịn ăn để giảm cân. Ngoài ra nhóm thứ ba, những anh chị nào mà có sức khỏe yếu này, sức đề kháng kém, rồi thường xuyên ốm vặt thì cũng không nên nhịn ăn để giảm cân, do cơ thể vốn đã bị thiếu những cái dưỡng chất quan trọng rồi, và bây giờ mình nhịn ăn thì sẽ còn thiếu nhiều những cái dưỡng chất thiết yếu của cơ thể và sẽ không tốt cho sức khỏe. Đấy là ba nhóm đối tượng chúng ta không nên nhịn ăn để giảm cân. Ngoài ra những anh chị nào mà lao động công việc nặng nhọc, lao động trí óc nặng nhọc thì cũng không nên nhịn ăn để giảm cân, rất dễ dẫn đến cái tình trạng là ảnh hưởng đến cái hiệu quả công việc của chúng ta, do thiếu tỉnh táo, thiếu tập trung, rồi thường xuyên mệt mỏi thì hiệu quả công việc cũng sẽ bị cản trở. Chúng ta còn có rất nhiều những cái phương pháp giảm cân khác mà không cần nhịn ăn mà cũng đạt được hiệu quả giảm cân rất là tốt. Đấy thì mình cân nhắc lựa chọn cái phương pháp giảm cân phù hợp với bản thân mình. Ok, và em vừa chia sẻ xong với các anh chị và các bạn quan điểm cá nhân của em về việc nhịn ăn để giảm cân. Vậy quan điểm của các anh chị như thế nào? Liệu các anh chị có áp dụng nhịn ăn để giảm cân hay không? Thì hãy bình luận xuống bên dưới video này, chúng ta cùng nhau thảo luận được không nào? Video xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đón xem. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like, subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi em phát hành video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo của Hà Giảm Cân.